Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Và lại một video clip chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất số 2 của đồ gỗ Sơn Đông nằm ở phường Bửu Hòa, Đồng Nai. Và chúng tôi đang ghi hình cận cảnh chiếc sập thờ chạm hoa sen được thiết kế kiểu nhị cấp. Đây là mẫu mới vừa được công ty chúng tôi cho ra mắt trong tháng 10 năm 2019 này, vừa được hoàn thiện xong. Nhìn rất là khủng, với kích thước cực kỳ lớn, chân 24 và chiều ngang là 2m17, sâu 1m07, chiều cao là 1m47 và được thiết kế hai cấp. Bậc thứ nhất cao 1m28 và sâu 65 triệu đồng. Nếu khách quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số hotline 0931 965 603 gặp Thanh Ngân để được đặt hàng và hỗ trợ trực tiếp về các thông tin chi tiết của sản phẩm, hoặc đến tại địa chỉ showroom quận 7 nằm ở số 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhắc lại những chính sách bên công ty đồ gỗ Sơn Đông như bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn, miễn phí giao hàng khu vực nội thành Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tiền Giang. Ngoài ra khách còn được 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên sử dụng sản phẩm. Cam kết chất liệu gỗ đúng chủng loại, không pha tạp. Và hãy đến với Sơn Đông để